Thưa quý khán giả, giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt thì trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Cần Thơ có một góc quán quen dành cho những người hoài cổ, những người yêu dòng nhạc xưa. Và âm thanh ở đó như nếu ta trở lại với thời gian. Không gian quán cà phê âm thanh xưa này là điểm đến của nhiều vị khách có cùng đam mê với dòng nhạc xưa cũ. Trong quán được bày trí hàng chục dàn âm thanh có tuổi đời hàng chục năm tuổi, phát ra những bản tình ca cũ, những bản nhạc trước năm 1975. Âm thanh phát ra từ dàn máy xưa này chân thật, mộc mạc, có sức mê hoặc khó lý giải. Đối với người dân Cần Thơ, quán cà phê này như là một gốc riêng, nơi lưu giữ những giá trị âm thanh xưa. Chú thích những cái dòng nhạc xưa ở đây. Thứ nhất là thích cái quán ngồi thoáng mát nè. Thứ hai là cà phê bình dân uống cũng ngon nè. Những dòng nhạc xưa mình nghe thích êm tai, rồi mình nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa mình còn nhỏ mình cũng nghe dòng nhạc này, bây giờ mình nghe lại mình thấy nó quý. Máy hát băng cối cùng hàng trăm đĩa than thời xa lắc đang hiện hữu như nhắc nhở một thời hoàng kim của dòng nhạc xưa đã từng gian bóng một thời. Ngoài quán cà phê âm thanh xưa, người yêu nhạc dàn mê âm thanh cổ Cần Thơ còn có một lựa chọn khác để thưởng ngoạn các dàn âm thanh cổ. Đó là phòng trưng bày đầu băng cối kết hợp quán cà phê tọa lạc tại số 71 Ngô Quyền, ngay trung tâm thành phố. Say mê với dàn âm thanh xưa, ông Dương Văn Đường, một nhà sưu tầm đồ cổ trên 30 năm, đã mở không gian trưng bày máy nghe nhạc băng cối và nhiều món đồ cổ ngay giữa lòng thành phố Tây Đô. Ý tưởng từ đâu mà anh mở quán cà phê rồi kết hợp thêm mở cái phòng trưng bày như thế này? Chủ yếu là chơi sưu tầm là chính. Tại vì cái này đam mê từ nhỏ lần. Rồi sau này có điều kiện rồi anh mới sưu tầm nó nhiều. Đồ mình sưu tầm cũng lâu rồi, có sẵn rồi, thôi đem xuống đây trưng bày luôn cho anh em đồ ở Cần Thơ giao lưu luôn. Em thấy ở đây thì có rất là nhiều đồ băng cối. Vậy thì trong những đồ cối đó thì anh thích nhất là những đồ cối nào ạ? Đồ băng cối là anh thích nhất là hiệu Tudor, ca cai thì phụ thôi. Cái nếu mà anh nghe chính là anh nghe Tudor không? Riêng Tudor trong phòng thâu chứ là anh được khoảng 7-8 con. Quanh phòng trưng bày có hơn 30 đầu băng cối từ thập niên 50 đến 70 của thế kỷ trước, với đủ các thương hiệu đình đám một thời. Ngoài ra còn có loa thùng, âm ly đèn và hàng trăm cuộn băng cối của những danh ca tên tuổi. Đây là những cuộn băng cối. Băng cối ở đây thường thì được chủ quán sao chép lại vì bản gốc thì rất là hiếm. Mà thường thì nằm trong bộ sưu tập của những người chơi âm thanh xưa. Ở đây có những cái dàn âm thanh với dàn đồ cổ. Nhìn rất là, nói chung là nó hoành tráng. Hàng hiếm có. Cái thứ hai là anh ở đây là chủ yếu là anh nghe nhạc, thì nhạc đây nghe nó mộc mạc. Không chỉ thưởng thức không gian hoài cổ, lắng nghe dòng nhạc xưa, khách đến quán còn được nghe thử những băng đĩa gốc mình yêu thích qua những đầu máy nghe nhạc cũ. Đó cũng là cách góp phần gìn giữ dòng nhạc vàng. Ở đây thì nó có mấy cái dàn máy nghe rất là hay, âm thanh chuẩn ngày xưa luôn. Quán cà phê này thì nó cũng có hỗ trợ cho mình xem ra mấy cái đĩa mà những bài hát mình thích về nhạc xưa. Mình ở đây mình lấy mấy cái CD về mình nghe, cái dàn máy CD ở nhà của mình thì âm thanh của nó rất là mộc mạc, nghe rất là êm tai. Thời gian như lắng động, âm nhạc đánh thức tâm hồn. Dòng nhạc xưa tưởng rằng đã cũ nhưng vẫn còn có giá trị vô cùng với thời gian, với những người hoài cổ. Thưa quý khán giả, những dàn âm thanh xưa tại những quán cà phê đặc biệt như thế này
không chỉ làm thỏa mãn tình yêu âm nhạc của người dân Cần Thơ mà còn giúp cho mọi người gần gũi nhau hơn, cùng nhau giữ gìn những giá trị văn hóa, những bản nhạc, những ca khúc đi cùng năm tháng. Đến đây chương trình Cần Thơ hôm nay xin được khép lại. Hẹn quý khán giả trong những tập tiếp theo.